Rồi em chào chị ạ. Lại Nguyễn, ok, chào Thường, chào Sơn này. Chào chị Nguyễn Kiều Giang, chào Linh Linh, chào Hải Yến Nguyễn, chào chị Tuấn XD, chào chị Thương Thật Hà này, chào chị An Nhiên, mọi người nhìn em chưa nào? Em chào Mộc Miên thấy mình rồi nhá, thấy chị à, chào chị Ánh Ngô này. Rồi em chào tất cả mọi người nhá, hello tất cả mọi người, chào Giang Tình này. Rồi các chị ơi, nhanh chóng vào xem cái livestream và cùng nhau xả bom với em nào. Mấy hôm nay thì chỉnh mảng cái xả bom quá, hôm nay bom về rất là nhiều mọi người nhá. Thế là hôm nay thì em sẽ quay ra xả bom người mức giá là 0 đồng đúng nào. Em sẽ xả với giá 0 đồng. Rồi cảm ơn các Sơn nhá. Thấy chị Bình Minh rồi, mọi người nhìn thấy em chưa nào? Chị nào nhìn thấy em rồi cho cái dấu chấm đầu thì này chào mọi người trước được không ạ? Chúng ta bắt đầu vào xả bom luôn nha mọi người nhá. Rồi chào Bình Minh, chào chị Kim Thủy Mã này. Em chào chị Diêm Thị Bích Ngọc, chào chị Ly Nguyên, chào chị Tu Ti Tiến này. Mọi người chia sẻ livestream cho em nhá. Chia sẻ livestream được quà bom trên với mức giá là 0 đồng được không nào? Hôm nay em chỉ tạm không bán được không ạ? Em chỉ tạm và không bán nha. Và đây sẽ free ship tận nhà được không nào? Nào mọi người nhanh chóng vào xem cái là trong comment trên một dấu chấm đầu tiên để chào mọi người trước nha. Giao lưu một chút được không nào? Rồi cảm ơn chị Tạ Linh Bình Thường này. Rồi ok, chào chị Vịt Con Karan. Ok, chào chị Ly Nhiễm, chào chị Lương Thị Công. Rồi mọi người nhìn em chưa nào? Hôm nay thì em sẽ đi vào xả bom, hôm nay cực kỳ là nhiều bom lên 100 view cho em nào. Chia sẻ lên 100 view là xả bom được không nào? Bom cực kỳ là nhiều, sau lưng em này hoạt view điện của Hoàng về đấy ạ. Em sẽ quay ra xả bom cái livestream trưa này của em nhá. Rồi chào chị Kim Thủy Mã, chào chị Anh Ngố, ok, chào Giang Tình, ok, đã chia sẻ 15 nhóm, ok, cảm ơn tình yêu nhá. Mọi người hôm nay chia sẻ ít nhất là 10 lần trên mua hàng bom đi ạ. Đây, hàng bom đây. Hôm nay cực kỳ là nhiều bom đấy, chị thấy không? Đây, một cái gói hàng bom như thế này. Đây ạ, nặng như thế này, cuối cùng ra hoàn hàng về đây ạ. Đây, bà nào đây? Bà nào đây cùng ra đặt hàng rồi không lấy đây. Rất là nhiều hàng bom, chị yên tâm đây, chị chỉ cần chia sẻ sẽ mua bom với giá 0 đồng nha em nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình cho em, spa chị cần chia sẻ nhiều nhất cho em đây. Đây nhá, một gói hàng bom to như này đấy ạ. Đây nhá, tận hai bộ quần áo cùng ra đến nơi là hoàn hàng của em đây. Chả hiểu chị nào đây, bà nào đây, em đọc tên luôn. Đây nhá, hàng bom đây. Mọi người chia sẻ lên cho em nào, chia sẻ bóc bom cho em nha. Hôm nay bom cực kỳ là nhiều mọi người nhá. Đây, đây, một gói hàng nặng cái này phải gần 2 cân cùng ra đến nơi là bom hàng các chị ạ. Đây, ở đâu đây? Dơ dơ si, ok, lô xem N10, khu công nghiệp Văn Trung, huyện Văn Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đây ạ. Đây 0168370468 đây, bom hàng, chị bom hàng nha em đây. Hai set quần áo nặng như này cũng ra đến nơi là không lấy hàng đấy các chị ạ. Rất là buồn cười đây. Nặng như thế này mà không phải là chị em mà là không không đặt hàng. Lý do là chị không đặt hàng là chị không lấy các chị nhá, không đặt hàng. Đấy, không đặt hàng mà có địa chỉ, có số nhà, có số thoại, có cả tên Facebook luôn. Đến nơi là bảo là chị có đặt đâu mà em chứ chị làm gì, chị không lấy. Đấy, ok. Đến nơi thì bảo là không đặt hàng đi ạ. Đây, cuối cùng ra là bom hàng về đây. Mà đặt có phải đi đâu tận hai bộ quần áo chị ăn đây, chị nào đã thích thì em chia sẻ với em hay chị nói cho em. Em bảo giá không đồng với không nào. Hôm nay thích thì chia sẻ lại cho em đi ạ, bảo giá không đồng luôn mọi người nhá. Rồi ok, chào chị Huỳnh Như này, ok, chào chị Nguyễn này, bộ ơi đang à. Các chị ơi, em đang xả bom với giá không đồng mọi người nhá. Ai thích thì comment cho em đây hai bộ quần áo đây. Đây, hai bộ quần áo màu đỏ đây giống nhau, sẽ giống nhau đây. Phải đến hơn 2 cân cũng đến để bom hàng thì ok. Nào chị nào mua bom nó quay ra chia sẻ livestream cho em nào. Chia sẻ livestream bình thường bật công khai lên cho em nhá. Để mua cái set bộ này với giá là 0 đồng cho em, hôm nay em tặng luôn được không nào? Bình thường set này em đang bảo với giá là 200 250k này. Nhưng mà trong cái livestream này em xả tặng bom được không nào? Bom thì không đến giữ ở nhà lớn nào. Bom mà chỉ có xả thôi. Em sẽ xả tại cái livestream trưa này của em đây. Một set bộ đấy ạ, à, một cái chân váy màu đỏ đô này đây. Một cái chân váy màu đỏ đô đẹp như thế này, một cái áo đẹp như này đấy ạ. Cuối cùng ra làm sao? Cuối cùng ra đến đây là không lấy hàng, bởi vì lý do là không nhận hàng đấy ạ. Rồi ai lấy cái này thì comment cho em nào. Lên 300 view nha mọi người, đừng quên chia sẻ nhá. Mình phải chia sẻ là chuyện để em mới tặng cho mọi người được mọi người nhá. Chị nào đã chia sẻ đủ cho em 10 lần thì comment cho em tặng luôn được không nào? Em sẽ vào kiểm tra cho chia sẻ đủ 10 lần tặng luôn với cái giá là không đồng đúng không nào? Và hôm nay miễn phí vận chuyển đúng không ạ? Đây, bom đây. Hôm nay bom là chỉ có tặng với ai lấy comment cho em nào. Ai lấy cái sản phẩm một set này với giá không đồng để comment cho em nào. Chỉ với giá là không đồng tại đại diện của em rồi đấy ạ. Nào ai lấy nào, chị nào lấy comment cho em này, một cây ra chia sẻ livestream cho em đi ạ. Chia sẻ livestream về tường bật công khai cho em nào. Em tặng set bộ lên này với giá là không đồng các chị yêu nha. Không đồng một set bộ lên không đâu rẻ bằng các chị yêu nha, nhanh chóng cho em nào. Ai lấy đi ạ, chia sẻ đúng và đủ 10 lần cho em là mình đã được một cái set này với cái giá là không đồng rồi này. Ai lấy nào, ok chị Kim Liên, ok mình có đơn này, ok chị Kim Liên này.
0972031522. Ok, đã chia sẻ 30 nhóm ok tặng luôn nhá. Mọi người ai lấy comment trên lên hàng bom cực kỳ là nhiều đấy ạ. Đây, một set bộ len đẹp như này, cuối cùng ra đến rồi là bom hàng ai lấy nào? Bom không đồng và kèm số ơn cho em nào. Comment cho em đi ạ, mình phải chia sẻ đủ cho em 10 lần mọi người nhá. Bom không đồng kèm số thoại tặng luôn cái set bộ bom này với giá là không đồng này. Rồi, các tình yêu nhanh chóng nhá. Chị Linh Lê đã chia sẻ 20 lần rồi, mình comment nhanh tay cho em chị ơi. Rồi mọi người, chị nào đã chia sẻ để comment cho em nào, hôm nay số lượng hàng bom cực kỳ là nhiều nhá. Là mọi người mua luôn cho em nào. Bom chỉ với giá là không đồng áp dụng chia sẻ đủ livestream 10 lần cho em. Bộ đang mặc tí em bán sau này. Rồi em bán bộ này thì sẽ bán sau được không nào? Rồi giá là không đồng, các tình yêu nhanh chóng mua cho em là chỉ với giá không đồng. Áp dụng chia sẻ đủ livestream 10 lần cho em đây. Một set bộ bom cực kỳ đẹp đấy em, ai lấy comment cho em nào. Ok chị Thùy Đào, ok chị Thùy Đào, mình có đơn nha Thùy Đào này rồi. 0168557913. Ok em sao sở bom treo được không nào, lại bao cực kỳ là nhiều đấy ạ đây. Đây cái gì đây, đặt hàng xả ở đây, cô sẽ không lấy đây. Hồ Thị Lệ Dung đây, Nguyễn Thị Thủy đây, Ủy ban nhân dân xã Nhâm huyện A Lưới Thừa Thiên Huế. Mọi người chia sẻ là chiếc mạnh tay cho em nào. Chia sẻ livestream về tường một lần bật công khai cho em. Và chia sẻ hội nhóm trên bắt đầu bạn mua bom đi. Em đây bom cực kỳ là nhiều mọi người nhá. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em nào. Em bóc vào xả bom với giá không đồng đấy ạ. Đây, đào cho tận 2 sản phẩm của cô, chúng mình là đến không lấy đi ạ. Đây nào mọi người, chia sẻ livestream cho em nào, chia sẻ livestream đủ để comment cho em nào, báo giá cho biết để mua chơi không đồng chị ơi. Em đang xả bom với giá không đồng mọi người nha, không bán đâu, em chỉ bán xả với giá không đồng thôi, nên phải mua cho em. Đây hàng bom mọi người nha, đây hàng bom đây, hai cái bộ răm như này cũng không lấy, ai lấy comment cho em là chỉ với giá là không đồng này. Đây bộ đầu tiên ai lấy nào, đây nha bộ xanh, ai lấy bộ này thì comment cho em nào. Bộ răm xanh hàng không đồng ai lấy comment cho em đây, em chỉ bán với giá không đồng với chị yêu nhá. Không đồng áp dụng chia sẻ đủ livestream 10 lần cho em đấy ạ. Bộ này đây, không đồng ai lấy nào. Hôm nay tất cả hàng bom chỉ xả với cái giá không đồng đấy mọi người nhá. Nên mọi người mua luôn cho em. Hôm nay mua luôn cho em nào, không đồng một sản phẩm bom này. Ai lấy comment cho em nào. Chỉ với giá không đồng một bộ bom của chị ơi, nhanh chóng nào, đây một set răm đẹp như thế này. Em xả với giá không đồng hàng bom đấy ạ. Ai lấy nào? Rồi em bóc bom và xả với cái giá không đồng mọi người nha. Chị nào lấy thì còn chụp màn hình lại cho em này. Chỉ với giá không đồng mọi người nha, em xả lấy lập thôi. Rồi ok chị Kim Mã đây. Rồi ok này, chị ở Kim Thủy Mã nha, bên dưới kiểm tra link cho em nào. Kim Thủy Mã này đã chia sẻ này. Rồi 0988 này 560101 đây, đã chia sẻ 10 lần trang cá nhân và 10 hội nhóm. Ok vào kiểm tra đi chị nhá. Bên dưới kiểm tra chị Kim Thủy Mã luôn cho em nha. Em sẽ tặng luôn được là đây một bộ của chị đây. Kim Thủy Mã ok, mình có đơn tiếp theo nào. Đây nhà hôm nay bộ răm cực kỳ là xinh mà chỉ có giá không đồng này. Hàng bom này em xả nước cho nó đỡ chật nhà các chị nhá. Đây hàng bom đây, đặt hàng cho sang mồm nên nó không lấy đẹp đây. Đây nha, em vào kiểm tra tường chị Kim Thủy Mã đây, chị nha, em vào kiểm tra luôn cho mọi người kiểm tra ở đây ạ. Kim Thủy Mã đây. Tất cả bom được xảy xả với cái giá không đồng mọi người, yên tâm cho em này. Đây chị Kim Thủy Mã đây. Đây nha, Kim Thủy Mã báo là đã chia sẻ 10 lần trang là, nhưng mà 10 lần nhóm em vào kiểm tra lưng tiền tường này đây. Không có một lượt chia sẻ nha, em hủy quà chị Kim Thủy Mã và nhiều phần quà chị tiếp theo được không nào. Đây tiếp theo ai lấy cái bộ răng này với giá là không đồng cho em này. Hôm nay tất cả sản phẩm đều xả với cái giá không đồng và free ship được không nào. Miễn phí ship tận nhà, ai lấy comment mình phải chắc chắn chia sẻ mình với comment các chị yêu nhá. Chắc chắn comment cho em nào. Bán set ăn mặc không chứ em có bán chị yêu nhá. Bán set ăn mặc em ok tí bán luôn. Set cao cấp nha em cực kìa đẹp. Đây ai lấy set bộ này comment cho em nào. Đây nhà một bộ dung tiếp theo này, không đồng ai lấy comment cho em nào. Hôm nay chỉ bán với giá không đồng mọi người nhá. Mọi người phải chia sẻ ít nhất cho em là một lần là hai lần về từng bật công khai và chia sẻ hội nhóm luôn cho em nhá. Thêm mấy tặng được này. Đây bom này với giá không đồng ai lấy nào. Hôm nay tất cả bom chỉ xả với cái giá không đồng với các chị yêu của em nhá. Rồi ok nào. Rồi bom không đồng và kèm số lượng cho em nào. Ai lấy comment cho em đi ạ. Rồi ok chị Còi Hương đi. Ok đã chia sẻ ok tặng chị Còi Hương này. Bên dưới kiểm tra lên cho em chị Còi Hương này tiếp theo đi ạ. Hôm nay tất cả bom chỉ xả với cái giá không đồng, ai lấy comment cho em nào. Chị Còi Hương nha, đã chia sẻ với kiểm tra lên cho em nào. Em sang gói tiếp theo đi ạ. Toàn mấy chị đã tận hai cái, chị ơi nhanh chóng trả lại chị về tường cho em nào. Em bắt đầu tặng được không nào, chị ơi nhanh chóng đi ạ. Mọi người nếu mọi người xem không tăng mọi người nhận đây. Ôi dồi ôi, toàn mấy cái thánh không chia sẻ vào comment chung rồi. Đây em vào kiểm tra tường đây, vẫn là không chia sẻ mọi người nhận đây. Còi Hương đây.
Đây nha, còi hương nha, em vào kiểm tra tường vẫn không chia sẻ một lần nào cái sẽ hủy đơn mọi người nhá. Rồi các chị ơi, nếu mọi người xem không tăng nha, hơn nữa còn giả sẽ bắt bán hàng chứ một xíu được không nào. Rồi set bộ em đang mặc rất là nhiều, chị hỏi sẽ bán luôn nha mọi người nhá. Set bộ đang mặc thì đang có mã sản phẩm là set 08 này. Set 08 em đang bán tại đó là cái set len cao cấp nhà em là 450 này. Nhưng mà trong cái livestream này xả luôn một mức giá là 270.000 nha. 270k một set này. Đây là set len cao cấp nhà em này. Đây là cái phần chân cực kỳ là xinh luôn. Chị nào lấy set này để comment cho em là set 08 và kèm màu luôn giùm em. Đây nha, set 08 em có 3 màu này. Màu đỏ này, màu đen và cả là màu xám luôn cho em nha. 3 màu luôn cho em. Chị nào lấy màu nào để con là set 08 và kèm màu cho em nào. Chất liệu vải len nhá, một set len cực kỳ là xinh luôn các chị yêu của em nhá. Set 08 là mã của sản phẩm, giá là 270k một set được chưa nào. 270k một set, em mặc là màu đỏ nha, màu đỏ sáng ra cực kỳ các chị yêu ạ. Cực kỳ là sáng ra cho em luôn. Ai lấy màu đỏ để con là set 08 và kèm màu đỏ luôn cho em nào. Cực kỳ là xinh nhá, cái phần này cực kỳ là nổi này. Chị yêu nào lấy để con là set 08 và kèm thông tin luôn cho em nhá. Chị Như Quỳnh em bộ đang mặc đang có giá sale từ 450 còn 270k tại cái livestream này của em nha mọi người nhá. Đây ạ, set 08 màu đỏ này, màu xám và cả là màu đen, 3 màu luôn cho em nhá. Chị nào lấy thì comment cho em là set 08 và kèm thông tin luôn cho em nào. Chưa em đã kiểm tra công khai xong rồi, kiểm tra không kiểm tra lại, bây giờ các chị mới chia sẻ là không tính đâu nha các chị nhá. Hoặc là các chị nào mà chia sẻ ở chế độ bình bạn mềm mà em vào kiểm tra mà không có, chị yêu bây giờ sửa lại là không được đâu ạ. Rồi ok nào, set 08 mã của sản phẩm giá là 270k nha. Em mặc là màu đỏ này, màu ghi này và cả là màu đen, 3 màu luôn cho em được không nào. Set 08 giá cực kỳ là rẻ, chỉ có giá sale từ 450 còn 270k. Ok Thùy Lê, mình có đơn vui lòng cho em xin địa chỉ Thùy Lê ơi. Thùy Lê cho em xin địa chỉ là dưới 58kg bao vừa được không nào. Rồi ok nào, ai lấy comment cho em nào, mã của em là set 08 nhá. Giá của em sale từ 450 còn 270k các chị yêu nhá. 270k. Rồi em mặc là màu đỏ này, màu xám và cả là màu đen, tổng cộng là 3 màu luôn cho em nhá. 3 màu luôn cho em, giá là 270k tại livestream trưa này của em này. Chị yêu nào lấy thì comment là set 08 giùm em. Ok chị anh Lê Thị, mình đã có đơn set 08 với giá 270k các chị yêu nhá. Em bán bình thường là 450 này, nhưng mà trong cái livestream này sale sập sàn chỉ với giá 270.000 thôi. Các chị không mua là cực kỳ là tiếc đấy ạ. Rồi set 08 màu đỏ này, màu xám này và cả là màu đen, 3 màu luôn cho em nhá. Mà hôm nay cái set cao cấp này sale với giá 270.000. Các chị mặc cái set màu này là set rời nha em nhá. Set rời mình tùy chỉnh thoải mái luôn cho em. Cực kỳ là dễ mặc này. Chưa set này dưới 58kg em bao vừa được không nào? Dưới 58 60kg đổ về em bao. Mọi người comment cho em xin cả chiều cao của mọi người nhá. Em sẽ tư vấn luôn á. Rồi màu đỏ đô cực kỳ là sáng ra này. Và chị nào lấy màu đỏ đô mà để con mà là màu đỏ luôn cho em đi nào. Set 08 ạ. Ok chị Vũ Hằng, mình có đơn set 08 màu đỏ nha, vui lòng cho em xin địa chỉ nào. Set đang mặc đang có giá là 270k các chị yêu nhá. 270k một set áp dụng mua tại livestream này của em. Mọi người đến khoảng vẫn là giá 450 bình thường nha mọi người nhá. Rồi chị ơi, bao nhiêu cân mặc vừa, mình dưới 58kg là mình bao vừa chị yêu. Mọi bộ đang mặc là 280 270.000 chị yêu ơi. Mã của em là set 08 nhá. Set 08 270k. Rồi các chị ơi, em đã bán hàng rồi, chị đừng dừng việc comment là 20k cho em được chị ơi. Không đồng với 20k cho em để dừng việc comment đấy đi ạ. Ok chị Lê Thị Thùy Nghiên, mình có một số thoại luôn cho em nào. Set đang mặc là 270k, ship tỉnh đồng giá 30k. Khách hàng được quyền bóc hàng ra kiểm tra thoải mái luôn cho em nhá. Rồi mã của sản phẩm là set 08 này, giá là 270k một set. Chị nào lấy đấy có mà là set 08 và kèm thông tin ngay và liền cho em nhá. 270k một set cực kỳ là rẻ này. Chị nào lấy set bộ này để có mà là set 08 và kèm thông tin luôn cho em nhá. Set 08 màu đỏ này, set 08 màu xám và cả là màu đen, 3 màu luôn cho em. Chị nào lấy màu nào để có mà là set 08 và kèm thông tin ngay và liền cho em nào. Một mét 55 và nặng 54kg mình có vừa chị yêu ơi, đúng rồi, gồm cá và chân váy chị yêu nhá. Set chất liệu vải len mịn chị ơi, chất kiểu len lông thỏ cực kỳ là mịn mọi người, rất là xinh luôn. Đây nhá, hàng cao cấp em xả từ 450 còn 270k một set này. Ai lấy không là set 08 và kèm thông tin luôn cho em nào. Rồi ok chị ạ, mình có đơn luôn chị yêu nhá. Rồi mã này của em là set 08 nên Lê Thùy Niên, mình có một số thoại luôn cho em nào. Mã của sản phẩm là set 08 này. Ok chị Lê Thị Thùy Niên, mình có đơn luôn rồi chị nhá. Mình mặc vừa ạ. Hải Yến Dinh, mình có một số thoại luôn cho em nào. Set đang mặc đang có giá là 270k một set nha mọi người nhá. 270k một set ạ. Chị nào lấy thì con là set 08 và kèm một thông tin luôn cho em nào.
Set 08 màu đỏ vô cùng là sáng da này, màu đen và cả là màu xám, ba màu luôn cho em. Ai lấy màu nào thì comment là set 08 và kèm thông tin ngay và liền cho em nha mọi người nha. Set 08 sale từ 450 còn 270k một set ạ. Chị nào lấy thì comment là set 08 và kèm thông tin ngay và liền cho em nào. Ok, chị Hiền Đăng mình có đơn màu đỏ nha, vui lòng cho em xin được chị Hiền Đăng nhá. Mình cho em xin được chỉ một lần nào. Em chỉ sale 20 set đầu tiên với giá là 270k cho mọi người nha. 20 set đầu tiên với giá 270k thôi ạ. Ai lấy comment cho em nào. Set 08 và kèm thông tin ngay và liền giùm em. Rồi, ok nào, set này em bao vừa dưới 58kg là bao vừa này. Chị nào lấy thì comment là set 08 và kèm thông tin ngay và liền cho em đi ạ. Hiền Đăng ok mà vui lòng cho em xin chỉ Hiền Đăng nha. Mã này của em là 270k một set của cả chân váy luôn. Cả chân váy và cáo là 270k này. Chưa cái mẫu này em không có size nha, mình dưới 58kg là mình bao vừa rồi mọi người nhá. Em bao vừa luôn cho mọi người. Ok chị Huyền Trang mình có đơn này. Rồi ok chị Vương Hiền Trinh mình mặc quá xinh chị ơi. 42kg mặc 50 mặc thoải mái cho em này. Cái mẫu này là chân váy rồi, người tùy chỉ chân váy thoải mái luôn cho em nhá. Vương Hiền Trinh bổ sung số điện thoại luôn cho em nào. 1m67 62kg mình mặc không vừa chị ạ. Ok chị Ngọc Thanh mình có đơn nha. Mình 55kg mình bao vừa, 1m63 là mặc bao xinh luôn. Mình vui lòng bổ sung chỉ đơn cho em nào. Không có sai nhà hàng, chất liệu vải len co giãn không có sai. Form nó rất là đẹp. Thế mọi người yên tâm là mua hàng cho em đi nào. Ok chị Anh Nguyễn mình có đơn nha. Anh Nguyễn vui lòng cho em xin được chỉ Anh Nguyễn nha. Mã này của em là set 08 này. Giá sale tại cửa hàng là 450 trong cái livestream sale mạnh mẽ luôn. Chỉ với giá là 270k một set nha mọi người nha. 270k một set tại cái livestream này của em. Ai lấy màu nào thì comment là set 08 và kèm màu luôn cho em nào. Các chị ơi, mình nhận hàng được quyền bóc hàng ra kiểm tra thoải mái luôn cho em. Nên là mọi người không phải lo về cái vấn đề là hàng có y hình hay không đâu ạ. Hàng không thì mới trả lại luôn cho em là được rồi đúng nào. Không giấu hình trả lại luôn. Ok chị Ngọc Thanh mình có đơn này, 45kg mình mặc bao xinh. Em 46 cân đấy chị yêu ơi. Em 46 cân nhá. Em mặc màu đỏ vì là sáng da luôn, chị làm có nước da ngăm đen thì mặc sang là tông màu đỏ cho em nào. Màu đen và cả là màu xám, ba màu luôn cho em nhá. Nào 45kg mình bao vừa không có size, dưới 58kg bao vừa được không nào. Ai lấy comment là set 08 và kèm thông tin luôn cho em nào. Set 08 màu đỏ, màu đen và cả là màu ghi ba màu luôn cho em nhá. Và chị nào lấy màu nào thì comment là set 08 và kèm thông tin ngay và liền cho em đi ạ. Mã này đang mặc đang sale từ 490k còn 270k các chị yêu nhá. Ai lấy comment luôn cho em nào. Đây nhá, một set lên hàng gốc nhà em nha, mà hôm nay sale cực kỳ là rẻ các chị yêu nhá. Ok chị Vương Yến Trinh mình cho em xin địa chỉ nào, ship tỉnh đồng giá 30k. Khách hàng được quyền bóc hàng ra kiểm tra thoải mái luôn cho em chị yêu nhá. Bóc hàng ra kiểm tra thoải mái luôn cho em này. Em đảm bảo về chất lượng cũng như là giá cả là cực kỳ là rẻ rồi đấy ạ. Đây 270k một set này. Chị nào lấy thì comment là set 08 và kèm màu luôn cho em nhá. Một set lên đẹp như này mà chỉ còn giá 280k thôi. Ai lấy comment là set 08 và kèm thông tin luôn cho em nào. Cực kỳ là xinh và rất là sang các chị yêu nhá. Cực kỳ là sang luôn. Ship tỉnh đồng giá 30k các chị yêu nhá. Đây. Rồi ok chị Huỳnh Như ơi, set này đang bảo là 270k chị Huỳnh Như nhá. Em bán hàng các chị đừng comment là đãi sẽ không em chặn đấy ạ. Rồi mã này của em là set 08 này. Set 08 màu đỏ đô này, màu đen và cả là màu ghi ba màu của em. Ai lấy màu nào thì comment là set 08 và kèm thông tin luôn cho em nào. Rồi ok, mã này của em sale từ 450 còn 270.000 các chị yêu nha. 270k. Ai lấy màu nào thì comment là set 08 và kèm thông tin ngay và liền cho em nào. Em bán tại livestream là 270k nhá. Rồi 1m62 và 62 cân mình mặc hơi chật tụi chị ạ. Mình vui lòng chọn set khác cho em. Rồi chị ơi, Ngọc Thanh màu đen của em với chị yêu màu đen đây nha. Ai lấy màu đen thì comment là set 08 và kèm màu đen cho em nào. Em có ba màu này, đỏ này, đen và cả là màu xám cho em nha. Ba màu. Ai lấy màu nào thì comment là set 08 cho em nào. Giá là 270k một set mọi người nhá. Ok chị Vương Yến chưa chim Trinh mình có đơn rồi này. Mẫu này của em là dưới 58kg em bao vừa cho chị yêu nhá. Màu đỏ cực kỳ là sáng da này. Màu nâu đây à, màu ghi cực kỳ là xinh và cả là màu đen của em đây, ba màu của em luôn. Ai lấy màu nào thì comment cho em là set 08 và kèm màu cho em mặc sang màu đen một xíu nhá. Em mặc sang màu đen, cái màu đen này sang cực kỳ, chị sang dã man luôn. Nào mã này của em là set 08 giá là 270.000 mọi người nhá.
Chị Ngọc Thương Tân Lâm với mình lấy màu đen, màu đỏ để mình comment cho em là set 08 kèm màu đỏ, kèm số lượng và kèm đơn chân xin được chỉ được không ạ? Đây là màu đen của em này. Màu đen quá sang các chị yêu nhá. Ai lấy màu đen này comment là set 08 và kèm màu đen luôn. Set 08 và kèm màu đen cho em nào. Cái màu đen này em này. Set 08 mã của sản phẩm giá là 270k một set các chị yêu nha. 270k một set này. Ai lấy màu nào thì comment là set 08 và kèm thông tin luôn cho em đi ạ. Em chào tất cả mọi người nha. Đây set 08 nha, màu đen đi nha mọi người nha. Màu đen cực kỳ là xinh. Ai lấy màu đen thì comment là màu đen luôn cho em nào. Trời ơi, đầu quá vừa bắt đầu bết bết rồi. Đây là màu đen của em này. Ai lấy màu đen thì comment là màu đen luôn cho em đi ạ. Set 08 màu đen. Giá là 270k một set này. 270k một set cao cấp nhé em. Cực kỳ là xinh và đơn giản, đúng nào, vừa đơn giản và đẹp luôn. Chị nào lấy đi comment là set 08 và kèm thông tin ngay cho em nha. Set 08 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chỉ cùng một dòng comment cho em nào. Ok Ngọc Thanh em mình lấy màu đen cho em xin chị Ngọc Thanh nha, này màu đen của em đấy ạ. Ai lấy set này màu đen để comment là set 08 và kèm màu đen luôn cho em nào. Giá của sản phẩm là sale từ 450 còn 270.000 nha. Mọi người nhận hàng được với bác ra kiểm tra thoải mái luôn cho em. Hải Anh thì mình mặc có vừa cho anh nghĩ là mình mặc vừa đấy, tại vì là nó khá là dễ mặc. Chất liệu vải len chưa? Ok chị Anh Nguyễn mình có đơn nha. Set em mặc là 270k một set mọi người nhá. 270k một set. Và ai lấy màu nào để comment là set 08 và kèm màu luôn cho em đi nào. Set 08 là mã của sản phẩm, giá là 270k tại cái livestream của em nha mọi người nha. 270k, ai lấy màu đen thì con là set 08 và kèm màu đen luôn cho em nào. Đây là màu đen của em này, màu đen thì quá là sang rồi đúng không ạ? Màu đen rất là sang, ai lấy màu đen thì con là set 08 và kèm màu đen luôn cho em nha. Giá là 270.000 một set. Rồi mã này của em thì đang sale từ 450 còn 270.000. Là chị nào lấy thì con luôn cho em nha. Em có ba màu này. Chị Minh Thu ơi, mình lấy màu nào? Chị Minh Thu nhở, mình lấy màu nào vậy ạ? Ok chị Gấu Milo, mình có đơn màu đen là Gấu Milo, vui lòng cho em xin là chị Gấu Milo nhá. Minh Phu bộ vui lòng comment cho em xin màu của comment địa chỉ luôn cho em được không nào? Set em mặc là 270k. Ok chị Hiền Tâm, mình có đơn màu đen nha, Hiền Tâm cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. Chất liệu vải len chị Hải Anh ơi. Ngọc Thanh ok, mình có đơn rồi, tình yêu nha, mình có đơn rồi. Ok chị Minh Phu lấy màu đen vui lòng cho em xin địa chỉ nào, dưới 58g bao vừa chị ơi. Ok chị Gấu Milo vui lòng cho em xin địa chỉ nào. Chị nào lấy thì nhớ là bổ sung cho em xin địa chỉ luôn các tình yêu nha. Địa chỉ luôn cho em nào. Set 08 là mã của sản phẩm này và đang có giá là 230k. Em có ba màu chưa? Màu đen này cực kỳ là sang này, màu đen này, màu đỏ và là màu xám, ba màu luôn cho em nha. Và ai lấy màu nào để comment là set 08 và kèm thông tin luôn cho em nào. Ok chuẩn bị sang tông màu ghi rồi đấy, em mặc sang màu ghi chị nào luôn cho em nha. Đây là màu đỏ của em này. Em mặc sang màu ghi nha. Đây là màu ghi của em đây ạ. Rồi ai lấy màu ghi thì comment là set 08 và kèm màu ghi. Cái màu này cực kỳ là trắng da mọi người nha, rất là trắng da luôn. Ai lấy màu ghi thì comment là set 08 và kèm màu ghi luôn cho em nào. Giá là 270k một set được chưa ạ? Đây là màu ghi nha em này. Chân váy xẻ một xíu nha, chân váy xẻ một đinh đủ đinh nhá. Cực kỳ là xinh. Ai lấy màu ghi thì comment là set 08 và kèm màu ghi luôn cho em nào. Giá là 270k một set, áp dụng mua tại livestream này của em nha mọi người nha.
270k một set. Ai lấy combo là set 08 và kèm thông tin luôn cho em nào. Set 08 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ chứ không có dòng comment luôn cho em nhá. Set 08 giá là 270k một set, cực kỳ là xinh mọi người nhá. Rất là xinh luôn. Rồi, 60 cân mặc vừa không chơi, mặc không chơi vừa chứ mặc hơi chật mất rồi, mình phải cao 1m65 mặc được cơ ạ. Rồi, mã ai đang mặc đang có giá sale là 270.000 một set. Ok chị yên tâm, mình có đơn này. Mã ai đang sale 270.000 cái triệu, nếu mà không còn ngoài thì em sẽ xin phép là kết thúc livestream đây mọi người nha. Và xin hẹn gặp lại mọi người vào cái livestream ngày mai của chiều nay của em ạ. Xin chào mọi người nhá.